Dạ. Tới mùa diều rồi, mình phải lên mạng đặt một con diều thiệt là đẹp về chơi mới được. Nè nè, qua ngồi coi. Nè, uống đi. Cái nồi này còn miếng nào nó mới uống. Làm gì mặt buồn như vậy? Chán quá, không có chuyện gì làm chứ sao? Ui, tự nhiên gió đâu ta? Ôi, gió mát vậy trời. Công nhận mùa này gió mát thiệt chứ. Gió mạnh nữa. Ê, anh có ý này nè. Gì? Không, hai tụi mình làm diều ra biển thả nó chơi nè. Ừ, cũng được đó. Đi. 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 Nhanh đi, còn thả diều nữa. Ừ. Đúng là diều cá mập là tuyệt vời nhất, phải mua về chơi mới được. Hay, cuối cùng cũng xong. Rốt cuộc cũng đã xong. Diều số quách dùm hoài. Diều anh sẽ đẹp hơn diều em. Diều em mới đẹp nè. Diều tao mới đẹp nè. Dám đâu. Quách, gớm. Thôi, cái lỏng chứ tới chiều quá. Thôi đi thả diều đi. 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 Dạ. Đi. Ủa, hai ông nọ này đi đâu ta? Phải đi theo mới được. Đã, trời ơi, cao lên rồi. Trời, gió dữ ta. Ủa, thấy vừa em cao chưa? Trời, thảo nè. Mày, nó bưởi. Gió vậy, thả diều thôi con chị bằng. Diều tao theo ông trời đi mất tiêu rồi. Rồi, diều em cũng bị chen luôn. Mất tiêu luôn, nghỉ chơi luôn. Buồn thiệt chứ.
Ủa anh Cảnh Cảnh. Dạ. Ai giống tính gì vậy? Nó chứ còn ai nữa, nó làm gì đó ta? Ê, đầu thứ không có gì chơi, ngồi mặt thôi, buồn hiu kìa. Quỷ thiệt chứ. Hả? Nói cắt chiều mình chứ không đâu đó. Nói còn ai nữa? Quỷ nhỏ này. Má mày chết số của tao rồi. Chết nó chẳng. Quỷ nhỏ, tao không giữ, đứng lại. Quỷ nhỏ, đứng lại. Đứng lại chưa? Chạy nó đi, sao không chạy nữa? Mày chạy đâu cho thoát? Dám cắt diều tao hả? Vậy sao anh cần? Đấm vô mặt nó chứ sao? Rồi trả lại con diều mới. Ủa? Ai ta? Ủa ai đứng trước cửa ta? Shipper. Bơi gì? Shipper gì? Shipper giao hàng á. Giao hàng hả? Ừ. Đi 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 đi. Coi coi. Nguyễn anh tính là ai vậy? À, con nè. Có đơn hàng nè. Nè, tiền nè chú. Đồ, mua dèo luôn bay. Đi vô với anh nè, đi vô đây, đi đây. Ngồi xuống đây. Giờ sao? Mày có ba con dèo. Hai con dèo của hai tụi anh mày làm đứt rồi, giờ tính sao? Hiểu rồi hen. Thì mua ba con dèo này nè. Cho mỗi người một con. Từ từ nha. Nè, Khang con nè, Cận con nè, em con. Biết vậy là tốt. Thôi cậu mấy anh em mình ra biển hai diều đi. Thì kiến hay á. Ừ, đi đi. Đi đi. Đi.